Em cũng mới thất nghiệp đây thôi. Ừ. Em mới thất nghiệp đây thôi. Rồi lúc mà sanh nở thì sao? Sinh nở cũng mình ơn em, hai mẹ con. Mình ơn em thôi à? Em sinh là lúc em mùa dịch đó anh. Ờ. Là sinh xong rồi về phòng trọ là hai mẹ con ở trong phòng trọ không? Con cái nó còn rất là nhỏ thì em làm sao để em vượt qua? Lúc đó là em cũng có dễ dành được số tiền, mà lúc em có bầu á Ừ. là em cũng có để dành được ít tiền, mà sau này em sanh bé rồi em tiết kiệm này kia, rồi em sanh bé xong 3 tháng là em bắt đầu đi gửi bé làm đi làm tới giờ, em không cần lo. Là lúc em còn gái là em bốn mấy, em gần 50 kg rồi á, sau này em sanh bé rồi tới giờ là em giờ còn có 39 kg. Anh chào Hương, anh được biết em qua Phong, qua kênh của Phong, thì em có thể giới thiệu sơ về mình, vì sao mình lại sống ở đây, rồi gia đình mình như thế nào mà mình phải lội xuống ngay tại cô chú đây sống Hương ha. Tại từ lúc mà em đi ra ngoài em ở riêng có bé tới giờ là em ở một mình em, mà là em đi làm ở bên Bình Dương á. Em làm cũng ở đây nè, không là lúc em có bầu thì ở bên Bình Dương, cái sanh bé rồi là em đi về đây em làm, mà em ở trọ rồi xong rồi mấy tháng nay là em bị thất nghiệp quá nên là em cũng biết ở dưới đây rồi em mới xuống đây em ở ở chung với cô chú ở đây. Em năm nay bao nhiêu tuổi, quê ở đâu? Dạ em sinh năm 96, hai mấy tuổi à. À, Dạ quê quê em ở An Giang. ở huyện nào? Dạ huyện Chi Tôn. Rồi ba mẹ mình. Ba mẹ em cũng ở dưới luôn. Sao em làm ở Bình Dương rồi thất nghiệp, rồi em mới về để mở, sao em không về quê? Dạ em chưa có về quê được. Vì sao? Tại vì cũng nhiều lý do lắm anh. Anh được biết là đây là con của em với một người bạn của em đúng không? Em với người chồng của mình á, có cưới hỏi gì không? Không hả? Tại vợ chung sống là người đó cũng có vợ gia đình trước rồi mà em không biết đó, rồi sau này là em có bầu em mới biết người ta có gia đình rồi em mới là chia tay, em mới là đi ở riêng một mình em luôn. Bao lâu? Dạ ở cũng hơn năm là em có bầu 7 tháng đó rồi em đi, em mới chia tay em đi là hai mẹ con em từ đó đến giờ sống một năm. Em có bầu, sau đó em biết người đó có gia đình thì em chia tay, em tự dứt gối ra đi. Rồi em đi lúc đó một mình em nè, bầu bì rồi em thất nghiệp nữa, thì em làm sao để mà em có thể Lúc tự đó vượt em qua lúc đó? cũng có công việc, lúc đó em có bầu mà em cũng có công việc. Ừ. Tại vì thất nghiệp em cũng mới thất nghiệp đây thôi. Ừ. Em mới thất nghiệp đây thôi. Rồi lúc mà sanh nở thì sao? Sinh nở cũng mình ơn em, hai mẹ con. Mình ơn em thôi à? Em sinh là lúc em mùa dịch đó anh. Ờ. Là sinh xong rồi về phòng trọ là hai mẹ con ở trong phòng trọ không? Rồi lúc đó tiền đâu? Lúc đó cũng nhờ cô chú đồ giúp đỡ trợ cấp đồ, với lại mùa dịch đó rồi mình ăn đồ thì người ta hỗ trợ cho mình ăn đó. Rồi em sống ở trên trọ mấy 2 năm hả? Dạ 2 năm Rồi lúc đó mỗi tháng bao nhiêu, rồi sinh hoạt làm sao? Lúc đó con cái nó còn rất là nhỏ thì em làm sao để em vượt qua? lúc đó là em cũng có dễ dành được số tiền, mà lúc em có bầu á là em cũng có để dành được ít tiền, mà sau này em sanh bé rồi em tiết kiệm này kia, rồi em sanh bé xong 3 tháng là em bắt đầu đi gửi bé làm đi làm tới giờ, Sanh bé xong 3 tháng. 3 tháng là em đi gửi làm đi làm. Gửi 3 tháng là đi làm rồi. Rồi bé đi gửi cho nhà trẻ. Em gửi tư người ta Mỗi tháng nhiêu? lúc đó em gửi là mỗi tháng 3 triệu. Mỗi tháng 3 triệu. Em đi làm tháng nhiêu? Em làm ngày cũng 250 300. Làm tháng 6 triệu mấy. Dạ. Rồi tiền trọ nữa, rồi tiền sữa nữa, tiền giữ nữa. Làm sao mà mình trang trải được? Tiền Tiền trọ ăn em uống được. uống thì chỉ có 900 ngàn tháng à. Ừ. Rồi nói chung là em cũng nhường cho bé hết rồi, là em đi làm em cũng nhịn uống, em lo cho bé vừa đủ là thôi. Còn phần em thì không cần lo. Tại lúc em còn gái là em bốn mấy, em gần 50 kg thôi á, sau này em sinh bé rồi tới giờ là em giờ còn có 39 kg. Ngày mà ăn có một gói mì rồi, hoặc là nhiều khi em không ăn luôn. Đó.
Rồi mấy ngày vì sao mà em biết cô chú ở đây mà em xuống đây em sống chung? Dạ em cũng quen á, cũng biết rồi, tại vì lúc em ở gần đây nè em cũng quen rồi, em biết cô chú ở đây. Rồi hiện nay thì em với con sống thì em có đi làm gì không? Dạ có, em đi phụ rau ở trong, phụ lặt rau ở trong chợ Ông Điền nè buổi tối á. Mỗi ngày được nhiêu? Trăm mấy à, 120 cũng có. Ừ. Đi từ 11 giờ đêm tới 5 giờ sáng. Ờ. 120. Dạ. Ở nhà em á, em là thứ mấy trong gia đình? Em là gái út. Nhà em có mấy chị em? Nhà em có mấy anh trai. Mấy anh trai. Có mình anh em gái út. Em ở Chi Tôn là người Kinh hay người Khơm em? Em người Kinh. Em người Kinh. Gia đình em cũng người Kinh. Gia đình em người Kinh hết. Em đi làm ở Bình Dương từ năm em bao nhiêu tuổi? Em đi lên đây cũng lâu rồi đó anh. Ừ. Dạ, em làm Sài Gòn cũng có, Bình Dương cũng có, em lên thì 2017 rồi. Ừ. Rồi sau đó quen bạn? Dạ. Em quen cũng mới năm. Năm 20 á. Ừ. Cuối năm 20 á. Ừ. Rồi ba cậu bé có điện cho em không? Dạ, ảnh cũng mất. Mất rồi hả? Lúc em có bầu anh đẻ ngay mùa dịch đó là lúc anh cũng mất mùa dịch. À, vậy là bạn trai em cũng mất luôn rồi. Rồi ngồi xuống đi con. À, anh muốn biết á là có phải vì ở sớm gì người ta sẽ dậy nghị mà em không về đúng không? Em lo điều đó hả? Với cha mẹ em cũng dặn em. Vậy em sợ khi mà tụi anh chia sẻ thước phim như thế này gia đình thấy không? Dạ gia đình em thì không có biết sợ điện thoại đâu. Dạ. Tụi anh nói thật, em là một người con gái rất là đẹp gái, đúng không anh? Gương mặt rất là khéo luôn. Nhưng mà không ngờ một cái cô thiếu nữ xinh đẹp như thế này mà lại lủi xuống đây sống vì một lầm lỡ rồi định kiến của xã hội nữa kia nữa. Mình gọi là lầm lỡ thì cũng không đúng nữa, tình yêu mà. Ừ, có bao giờ em nghĩ rằng mình sẽ quay về dưới mình sống chung với ba mẹ mình không? Dạ có. Rồi mấy ngày nay là ở trên này á thì làm như vậy thì có đủ tiền nuôi con đâu không? Dạ tại vì em ở dưới đây cũng không có đóng tiền trọ rồi thì cũng đủ. Ừ. Cũng đủ xây sở. Ừ. Rồi ở có chi có chi tiền với cô mấy cô ở đây không? Mấy cô cũng không nói gì tại vì em đi làm cũng đâu có được nhiều đâu. Và em có nhiều thì em cũng mua đồ ăn đồ mấy đứa nhỏ nó ăn chung. Rồi xuống con. Rồi có dự định là thời gian tới á, nếu được thì mình sẽ về quê mình năn nỉ ba mẹ mình về dưới sống chung được không? Dạ, cuộc sống em ổn định chứ. Ba. Làm bây giờ ở đây thì không thể nào ổn định được, cứ đắp đổi ngày nào này qua ngày nọ, hết tiền à. Em chưa muốn về giờ. Chưa muốn về giờ hả? Tại vì cuộc sống chưa ổn định với em còn chưa lo được cho bản thân em nữa nên em không. Anh hỏi thiệt em, hiện nay em có ước mơ gì không? Dạ. Có ước muốn gì không? Nói anh, tụi anh có đang hỗ trợ em. Tại vì tuổi của em còn rất là trẻ, và tương lai ở ngoài trước còn rất là dài. Mình có thể mình học việc nè, mình có thể học nghề làm nail hay là học những cái nghề gì đó để mình có một cái công việc ổn định hơn. Chứ bây giờ công việc của em mà cứ đắp đổi khuya đi lặt rau sáng nuôi con vậy thì làm sao mà sống? Dạ em cũng ước mơ là em đi học được cái nghề đó. Cái chỗ vậy nó leo vậy nè, nó ngồi em vậy đó, cứ quay là bé cứ đòi lên cổ mẹ ngồi suốt vậy á. Cho chú gặp sao? Mỗi ngày thì bé đòi ngồi như vậy đó ha. Dạ. Nó cứ đòi chơi với nó. Nên. Cứ lôi leo lên cổ mẹ. Cổ. Ngày là con là uống bao nhiêu sữa? Nó ngày nó cũng 3-4 bịch, tại uống sữa tươi, sữa bịch đó anh. À. Cũng như sáng bịch, trưa bịch, chiều bịch. Tại nó thèm á. Ừ. Mà giờ em không có đi làm được nên cũng không có chung cho uống nhiều. Ừ. Không có tiền cho nó uống sữa. Ừ. Không có tiền cho con sữa luôn. Rồi hạn chế lại cho con cơm. Dạ cho con cơm. Đó.
vậy là em đi lặt rau ở trong chợ là ngày đêm nào cũng đi lặt. Hay quá, tội quá. Cũng xéo sắc với lanh lợi quá ha. Cưng ha. Lên cái chịu mới chịu. Lên cổ mẹ chị mới chịu rồi đó. Thôi nhà sốc. Trời nhà đất. Em cũng ước mơ em đi được có tiền em đi học được cái nghề. Em thích nghề gì? Em thích nghề làm mèo hả? Có một người chỉ cho em làm, hướng dẫn em làm luôn. Anh có người bạn ở trên này. Dạ. Thì em có chịu không? Nhưng mà em không có tiền đi học. Không có tiền đi học. Thấy phấn đấu không anh Đồng? Các cô các chú ở đây á thì sống với cuộc sống quen này. Hương thì chỉ mới có xuống đây sống thôi. Thậm chí là anh hỏi thiệt em, lúc lần đầu xuống đây á, cái mùi ô nhiễm của nước em có chịu nổi không? Dạ cũng quen, cũng được. Có lên nữa. Đỡ mà. Ủa sao mỗi lần nhắc là muốn khóc rồi. Mất ước. Ngày xưa nói là trước khi mà sanh em bé là 50 mấy ký hả? Dạ, 50 ký á. Ừ. Giờ còn lại 30 mấy ký à? Dạ có 30 ký nè. Túi em còn được bao nhiêu tiền? Nhiều em, không? Em còn được có 100 mấy à. 100 mấy là sáu mới lãnh lương. Tại vì tiền ngày qua kia cũng có mấy cô chú là cho cũng được ít trăm ngàn là em mua sữa nhưng mà tả cho bé rồi. Ừ. Sinh năm 96 là mới 27 tuổi thôi. Dạ. Hiện nay trong túi còn được có 100 mấy à. Thì em có nghĩ rằng lỡ khi mà trái gió trở trời con mình có bệnh hoạn rồi tiền đâu lo? Dạ em cũng không biết. Ốc Đồng Tháp thấy sao? Nghe Hương nói mà không cầm được nước mắt luôn á. Đại tuổi quá trẻ. Anh biết bản thân anh cảm nhận được rằng em có điều kiện em sẽ học nghề và em sẽ làm tốt hơn cái thời điểm hiện tại luôn. Và tụi anh hứa sẽ hỗ trợ cho em để sau này em có một ngày em có thể nuôi con của mình. Anh hỗ trợ được cho em rất là cảm ơn anh với anh luôn. Tại giờ em cũng rất muốn học nghề nhưng mà em không có tiền. Nếu như có chỗ học nghề thì em sẵn sàng đi học đúng không? Dạ. Anh em của tụi mình á gặp những cô chú này à. Ngần ấy năm chịu đựng ở dưới sông mình thương lắm. Thậm chí khi nghe Hương nói cô bên đây cũng không cầm được nước mắt nữa nè. Vì cái số phận hẩm hiu á, cái số phận lên đên của những cô chú Việt Kiều á, thành nữ khiến cho cái dòng sông này nó lặng lẽ bây giờ buồn hơn. Rồi gặp nước mắt của một cái cô gái trẻ như thế này nữa, lại cầm đồng lòng không đặng nữa. Bây giờ cô nhà cũng không dám về gặp ba mẹ mình nữa, sợ ba mẹ mình buồn lòng với lại hàng xóm nữa. Ở dưới quê mà, ở xóm ghiền á, thành nữ là về quê rồi sợ người ta kêu ghiêu nữa đúng không Hương? Dạ. Em ăn cơm với cô ở đây luôn hả? Em ăn ở đây. Em ăn ở đây. Mua đồ nấu cơm ăn chung. Cái gì? Nãy vậy nè. Bà nội nó nãy đi khám bệnh rồi đó, rồi chợ có chú nào nó dẫn đó. Cứ thấy người bệnh. Rồi bé bây giờ có được đi gửi nhà trẻ không hay là ở đây? Dạ ở đây không có tiền gửi. Lúc em đi làm là em có gửi, mà bây giờ không có tiền nên em không có gửi nữa. Tại vì tháng tới 2,5 triệu, 2,7 triệu thôi. Ừ. Không có tiền gửi luôn. Dạ. Không có tiền uống sữa luôn, mà tiền đâu gửi. Dạ đúng rồi. Em đi làm em còn gửi được, mà em không có đi làm em không có gửi được. Ừ. Nếu mà Hương được một cái nghề cũng như làm neo á thì sẽ mang lại cho mình hai niềm vui. Thứ nhất là niềm vui là có được một cái nghề sau này sẽ nuôi con mình. Niềm vui thứ hai là khi mà có được một cái nghề sẽ trở về với gia đình. Thì
có dự tính là mình sẽ về cùng ba mẹ đồ gì về đó sống làm không? Khi nào có thì em sẽ dự tính sao. Bây giờ em cũng chưa nghĩ tới. Bây giờ em về thì lại sợ hai cái. Thứ nhất á là không có tiền, bản thân của mình nuôi sống không được mình nữa. Về sợ làm gánh nặng cho gia đình, cho ba mẹ. Thứ hai rằng sợ người ta kêu yêu á, là con gái lại không có chồng mà lại có con, đúng không? Nên là nữ là em không có muốn về. Khi nào cuộc sống của em ổn định á thì em mới quay lại gia đình của mình. Mà bây giờ lại thất nghiệp, nó làm cũng đâu có đủ tiền đâu. Ở giữa đất Sài Gòn này mà làm ngày có 120 ở Hương hả? Dạ, 120 làm từ 11 giờ đêm cho đến là 5 giờ sáng luôn. Tối là em để cho bé ngủ đây rồi em đi làm. Rồi ban ngày vậy thiếu ngủ thì sao? Đúng tại rồi. Ban ngày bé là phải thức, em phải canh bé. Dạ đúng rồi. Nhưng mà cũng quen. Tại tối em ngủ được một chút, tại vì 8 giờ là nó ngủ rồi, nó em với nó cũng ngủ được một chút, tới 11 giờ cũng mấy tiếng. Ừ. Cũng ngủ được có mấy tiếng thôi. Ban ngày ở đây bữa trưa ngủ không có được, tại vì lo canh mấy đứa nhỏ này phụ lại, nó cũng giỡn thớt này kia rồi nó không ngủ được. Mẹ đơn thân rồi một mồn mình phải thất nghiệp như vậy á, mọi người thấy chắc đoạn clip này không kìm được nước mắt. Bây giờ phải lủi xuống đây cái nơi này để mà sống nhờ ở đậu, là đã làm thì đắp đổi qua ngày, mỗi một ngày như vậy chỉ có 120 ngàn để mà nuôi con mình thôi. Ước muốn của Hương á không gì cao xa cả, chỉ có được một việc làm ổn định để nuôi con của mình, để sau này có thể quay về lại với gia đình, gần mình có thể nuôi sống bản thân của mình, không phụ thuộc ba mẹ nữa. Đó là những gì mà Hương chia sẻ với mấy anh em. Ngày hôm nay tụi anh có đến đây thăm cô chú, cũng có mua quà gửi cho em cùng với con cũng như các hộ cô chú ở đây. Từ chú Thiện Minh và cô Diệu Tiền. Thì ngày hôm nay trước khi đến đây á, thì riêng hoàn cảnh của em, anh sẽ gửi cho em cái phần quà của chị Linda Trần ở Mỹ. Đây là phần quà mà trước đây á, thì Bùi Hồ cũng có nói ở chia sẻ với cô bác của anh chị rằng chị Linda Trần có thay đổi ý định á, gửi không giúp cho Duyên nữa đó. Thì còn dư lại 3 triệu này thì thay mặt cho chị thì gửi cho em Hương 3 triệu này. Thứ hai là chú Trung Chi Lê ở Úc là 1 triệu gửi, là anh gửi cho em 4 triệu 500 nghìn đồng để mua sữa cũng như là tìm việc làm có thể nghỉ ngơi để lấy lại sức khỏe để nuôi cho bé. Còn việc làm thì anh sẽ cố gắng hỗ trợ cho em có một cái công việc làm ổn định để mà em nuôi con của mình. Tại vì tuổi đời của Hương cũng còn khá là trẻ. Đây anh gửi cho em của chị Linda Trần ở Mỹ là 3 triệu ha. Của chú Trung Chi Lê ở 1 triệu rưỡi nữa là 4 triệu rưỡi. Dạ cho em lời cảm ơn, cho em gửi lời cảm ơn với chị Linda với chú Trung Chi Lê ở Úc. Trung Chi Lê ở Úc ạ. Chị Linda Trần ở Mỹ. Chị Linda Trần ở Mỹ em cảm ơn. Có bao chị đã giúp đỡ cho mẹ con em. Có bao giờ dự định là mình sẽ thuê trọ mình sống không? Hoặc là mình về quê mình mướn một cái ngay tại thành thị nào đó để mình sống, để mình tìm một cái công việc làm nào đó mình. Dạ bây giờ em đi mướn trọ em vẫn cũng phải có một số tiền ổn định để em có tiền em mướn trọ rồi em mới gửi cho con rồi em mới đi làm được. Nếu như có một cái chỗ nào nó hợp việc được và mướn trọ cho em ở trong vòng 1 năm 2 năm đó để em ổn định cái cuộc sống của em. Dạ. Và em đi học nghề đó, rồi người ta mạnh thường quân sẽ hỗ trợ sữa cho con em. Dạ. Đó. Rồi em sẽ có trọ căn trọ em sinh sống và đi học ngày luôn, thì rời xa nơi này em có chịu không? Dạ nếu mà được gần vậy thì em cảm ơn mọi người đã giúp đỡ cho em. Tại vì em cũng nếu mà được vậy thì em mới có cơ hội để em cuộc sống em nó ổn định. Em mới có cơ nghề để em nuôi con em. Chứ bây giờ em làm cũng lên đền quá, em không biết khi nào có tiền để em muốn trọ rồi em đi làm gửi con này kia được. Em không biết tới bao giờ em mới được học nghề. Mà cứ nếu mà cứ mà đi làm mướn vậy hoài thì cuộc sống không bao giờ ổn định được. Thưa với cô bác của anh chị á, số Việt Kiều cô chú anh chị này Bùi Hồ cũng đã quay trước đây 3 năm rồi. Và Bùi Hồ có hỏi ý định của cô bác của anh chị có muốn xuôi về miền Tây để mà sống không? Thì các cô nói như thế này nè, sống ở đây quen rồi, đi về dưới sống làm sao, ở dưới sẽ sống như thế nào,
và cũng có nhiều quý mạnh thường quân cũng đã ngỏ lời rồi, nhưng mà các cô chú á, thay đổi cái lối sống đã quen từng hàng chục năm nay là một điều gì đó rất là khó. Và ngày hôm nay cũng tình cờ gặp với em Hương á, thì vừa hồi cũng thay mặt quý mạnh thường quân đó là chị Linda Trần ở Mỹ với lại một cái chú Trung Chi Lê ở Úc gửi cho em, vì cuộc sống của em hiện tại á đang có một cái em đang có một cái năng lượng rất là tích cực để mình đi làm, và tuổi của em còn rất là trẻ, và sẽ thay mặt cho quý mạnh thường quân sẽ giúp cho em có thể có một cái cuộc sống tốt hơn. Cũng cảm ơn cô bác anh chị mạnh thường quân đã ủng hộ và đồng hành cùng Bùi Hồ.